và đây là hẻm 124. Đối diện hẻm thì có một cái phòng phòng khám của một cái bác sĩ rất là nổi tiếng. Đó là bác sĩ Bạch Văn Cam nè. Phòng khám bác sĩ Cam nổi tiếng ở quận 5 này. Đó, ở đây chúng ta thấy có nhà số 124/7 nè. Muốn sửa 18 này. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúc bà con mình có ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Võ Văn Kiệt ngày nay, cũng là bến Trương Dương ngày xưa. Và nơi đây là nơi tiếp giáp giữa bến Trương Dương và bến Hàm Tử. Theo thẳng hướng camera chúng ta sẽ đi về quận nhất, đó là bến Trương Dương ha. Và nơi đây có một cái cây cầu mà ngày xưa chúng ta không được thấy, đó là cầu Nguyễn Văn Cừ ngày nay. Và ngày xưa ở khu vực này là chợ Nancy, và phía bên kia đó là một cái nhà máy điện, nhà đèn, chợ quán thuộc quận 5. Và bên kia là thuộc quận 5 ha. Chúng ta đang đứng bên đây là quận nhất. Và cây cầu này nối liền từ quận 8 đi qua đường Nguyễn Văn Cừ. Đường Nguyễn Văn Cừ một bên thuộc quận 5 và một bên thuộc quận nhất. Và khu trục đường này cũng gắn liền với tất cả cô chú anh chị ngày xưa đã từng sinh sống ở khu Hàm Tử. Và nơi đây có cái nhà đèn, chợ quán phía bên kia đó. Ngày xưa có cái cầu Bà Đô, cây cầu nhỏ nhỏ. Và ngày hôm nay hình ảnh sẽ rất là khác. Và theo thẳng hướng này chúng ta sẽ đi về đường Nguyễn Văn Cừ đến ngã 6 Cộng Hòa. Và hôm nay nhân một cái chuyến dạo bước ở quận 5 này thì mời bà con mình chúng ta cùng lang thang trên đường Nguyễn Văn Cừ để xem cái hình ảnh của Sài Gòn ngày nay như thế nào ha. Và khu vực này đó là chợ Nancy ngày xưa đó. Nếu mà cô chú anh chị có từng nghe nói đến chợ Nancy thì chúng ta cũng hình dung được khu Nancy ngày hôm nay ha. Và bên kia vẫn còn vài cái kiến trúc xưa cổ cổ thuộc về nhà đèn, chợ quán đó. Bên đó có hẻm số 19 Nguyễn Văn Cừ. Đi vô cái khu nhà đèn phía dưới gầm cầu anh thấy có số 19 nè. Và mấy cái gầm cầu như cầu Lãnh, cầu Cao Mét cũng quy hoạch theo một cái chuẩn giống như cầu Nguyễn Văn Cừ này. Cũng có những cái cây cối, hoa kiển thay vì những cái bãi xe. Và hôm nay nhân tiện chúng ta sẽ đi đến cái hẻm, hoặc là hẻm hay là cái nhà số 124 đường Nguyễn Văn Cừ đó, để chúng ta xem lại những hình ảnh ở cung đường này như thế nào và xem lại cái nhà của chúng ta ngày nay ra sao. Sau 30 năm chúng ta có dịp nhìn lại, thấm thoát thời gian trôi qua thật lẹ. 30 năm kể từ thập niên 90 thì những thập niên 90 thì cái cầu này vẫn chưa có. Lúc đó cái chỗ này là cái hợp chợ, và ông ta đi tới một tí đó là hẻm cây mít, và bên kia là những cái hẻm đi về đường Nguyễn Biểu đó, bên cánh trái chúng ta đó, khu vực Nguyễn Biểu, cầu Chữ Y. Chúng ta nhìn lại một số hình ảnh của Sài Gòn ngày hôm nay nè. Bên kia là cầu Chữ Y đó, sau cái dãy nhà này nè. Chúng ta sẽ không thể nào nhìn ra được cái khung cảnh của chợ Nancy ngày hôm nay. Một ngôi chợ không có nhà lồng chợ, cũng giống như bao ngôi chợ khác ở Sài Gòn. Những ngôi chợ nằm ở ven đường,
giống như chợ chợ xã Tây nè, chợ Cô Giang nè, rồi chợ chợ Thủ Đô, chợ Phùng Hưng đó, những ngôi chợ không có cái nhà lồng chợ. Chợ xã Tây có, chợ xã Tây có nhà lồng chợ nhưng mà nhỏ thôi, mà chủ yếu nằm trên cái con đường Phù Đổng Thiên Vương, Phù Đổng Thiên Vương. Và ở đây thấy chợ Nang Xi ngày hôm nay có một cái công viên nhỏ nhỏ nè. Và đây là số 26 Nguyễn Văn Cừ. Và chúng ta sẽ đi một tí nữa. Nhà 26 bán thịt bò, bán thịt heo. Chúng ta đi một tí nữa thì có đường Trần Hưng Đạo, và để mình xem số 124 nằm ở đoạn nào ha. Chắc có lẽ nằm bên kia, bên kia đường Trần Hưng Đạo. Và bên kia có cái hẻm thông ra cũng biểu, đó là hẻm số 53. Và ngày xưa cô Hạnh hay ra đây uống nước mía ban đêm nè, nhưng mà ngày nay thì em không thấy cái xe nước mía nào hết. Chắc là ngày nay cô nhìn không ra đâu ha. Đây niệm cao su 39%, sale 39%. Và đây là hẻm cây mít. Vì đầu hẻm này có một cái chợ, cái quán cà phê, và ngày xưa có một cây mít rất là lớn, nhưng mà ngày nay thì không còn nữa. Cái hẻm nó nằm bên thông lên đến đường Nguyễn Cảnh Chân đó. Thấy cà phê, nước cam, ở đây bánh bông lan Vũng Tàu, bánh bông lan đặc sản Vũng Tàu. Và đầu đường này có cái quán cà phê Trung Nguyên, Trung Nguyên Legend. Và nơi đây là giao lộ của đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Văn Cừ. Nguyễn Văn Cừ ngày xưa cũng là đường Cộng Hòa đó. Chúng ta đang đi trên vỉa hè của quận 1, đường Nguyễn Văn Cừ, quận 1. Và đây là đường Trần Hưng Đạo nè. Nơi đây cũng gần với căn nhà số 304, 306 Trần Hưng Đạo. Lũng 306 là nằm bên kia nè. Không biết giùm có tới hay không. Ở cái kế Rainbow đó. Chúng ta nhìn qua bên đây, đó là đường Nguyễn Văn Cừ. Theo thẳng hướng này mình sẽ đi về quận 5, chợ lớn, theo trục đường Trần Hưng Đạo. Và nơi đây có những hàng cây rất là mát. Và đây là trục đường Nguyễn Văn Cừ đây. Và bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường ha. Mình nhìn lại một số hình ảnh mình vừa đi qua nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua đường bên đây. Đợi đèn đỏ tí nha. Bên đây có một cái KFC, gà rán, mà các bạn trẻ, bạn nhỏ rất là thích. Trong đó có bạn đồng nhỏ rất là thích gà rán với phở. Hầu như chủ nhật nào cũng ăn phở và tuần nào cũng ăn 2-3 lần phở, thành ra một cái thói quen luôn.
quanh ở đây có một cái quán cơm tấm rất là ngon này. Nhưng mà đã lâu rồi em không có ăn, không biết bây giờ còn ngon như ngày xưa hay không. Cơm tấm Nguyễn Văn Cường. Đây là số 74 Nguyễn Văn Cừ. Và đây là 74C. Và ngày hôm nay là Sunshine Building. Rất là khác với ngày xưa ha, những ngôi nhà chọc trời, những hình ảnh của những ngôi nhà mới mới vừa mọc lên, và nhìn bên cánh trái đó là quận 5. Thì cũng còn bên cạnh những ngôi nhà mới thì cũng còn những ngôi nhà ngày xưa nè, như bên kia chúng ta thấy kế bên nhà cao cao đó. Có một dãy nhà giống ngày xưa, nơi đó có Sơn Văn Nhu nè, hiệu nước sơn nổi tiếng ở Sài Gòn này. Này khỏe không này? Dạ. 26 đây nè em Thi. Dạ. Dạ. 7 tay mới học lần 2 thực hành đó này. Dạ. Cảm ơn thầy. Đây xe Hoàng Gia nè, xe thầy dạy lái xe đó. Ở Sài Gòn thì học lái xe bằng cái xe Vios, và có số trường thì dạy xe đời mới. Ở dưới Hoàng Gia thì em thấy xe mới nhưng mà cũng xe thường thôi, Vios. Ở đây mình thấy có cái số 76 Nguyễn Văn Cừ đây nè. Mình đi tí nữa. Sẽ đến đường Phan Quang Trị, ngã ba Phan Quang Trị và ngã ba Phan Trị và Nguyễn Văn Cừ. Ở đây có cái hồi đó chuyên làm xe Vespa đó. Đây là khu tập thể 102 Nguyễn Văn Cừ. Và ngày đây ngày xưa là nhà sách Nguyễn Văn Cừ nè, nhưng mà bây giờ là cái bãi đất trống rồi. Chắc là sắp sửa có cái building. Bên kia là đường Phan Văn Trị. Lại đường Phan Văn Trị ha, đường Phan Trị đi về trường Chí Thiện, trường Ba Đình, trường Thánh Linh. Nói chung lòng vòng những con đường này chắc có lẽ của chú anh chị rất là thân quen thuộc rồi, nhưng mà những cái comment của chú anh chị ở những cái địa chỉ trên con đường này thì bắt buộc chúng ta phải quay lại. Và để đáp ứng nhu cầu của anh chị thì hôm nay em có dịp đi đến cái cung đường này, và nhân đây cũng gửi đến tất cả cô chú anh chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc anh chị luôn vui khỏe và hàng ngày đi làm về và bật tivi lên, ngồi ghế massage thưởng thức một ly trà, và chúng ta cùng nhìn ngắm Sài Gòn, cùng nhìn lại những cái nhà xưa,
Ở đây có số là 120 và 122. Và đây là hẻm 124. Đối diện hẻm thì có một cái phòng phòng khám của một cái bác sĩ rất là nổi tiếng. Đó là bác sĩ Bạch Văn Cam nè. Phòng khám bác sĩ Cam nổi tiếng ở quận 5 này, chuyên khám bệnh cho trẻ em á. Ở số 163 Nguyễn Văn Cừ. Bác Cam khám vào buổi tối thôi ha. 5 6 giờ chiều tới 8 giờ chiều thôi. Thứ bảy chủ nhật thì buổi sáng, thứ bảy buổi sáng là chủ nhật nghỉ. Và không biết con hẻm này là hẻm cùng hay là hẻm không ra đâu đây. Và không biết ngày xưa các anh chị ở nhà nào ha. Chúng ta cùng đi vô hẻm này. Đầu hẻm thấy nó. Ủa vậy chứ hả? Hẻm này là hẻm cùng hay là có thông đi ra? Thông dầm lợ. Dạ. Ngược lợ nó ra y chang điện. Cảm ơn chị. Dạ. Dạ dạ. Đó, ở đây chúng ta thấy có nhà số 124/7 nè. Còn 4/18 nè. Xin lỗi. Hẻm này giống như hẻm 46 vậy đó. Hẻm 46 Cầu Kho rồi đó. Cũng có cái hành lang của ngôi nhà nè. Mình ra đây là hẻm 138 rồi. Ra đây mình quẹo trái sẽ ra lại đường Nguyễn Văn Cừ nè. Số hình ảnh trong hẻm 124 Nguyễn Văn Cừ gửi đến quý anh chị. Không biết ngày xưa anh chị ở nhà nào ha, và hôm nay chúng ta lại có dịp đi vô cái hẻm này và cùng nhìn lại cái thôn xóm ngày xưa và ngày hôm nay như thế nào. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn lại. Cảm ơn quý chú anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Một số hình ảnh trong hẻm không sớm Nguyễn Văn Cừ gửi đến cô chú anh chị. Thẳng ở đây là đường Nguyễn Trãi nè. Tới tí thì có giao lộ Nguyễn Trãi, nơi bán rất là nhiều ba lô túi sách vẫn như ngày xưa. Và hôm nay chúng ta có dịp cùng nhìn ngắm lại